Và tiếp theo chúng con xin kính mời câu hỏi của một vị đồng tu đã gửi đến cho ban tổ chức. Chúng con kính nhờ chị An Mỹ đọc giúp và chúng con kính mời thầy Thích Thành Phú chuẩn bị. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Con kính chào thầy Diệu Âm. Cho con hỏi, uống thuốc ngừa thai khẩn cấp cùng đồng nghĩa với phá thai phải không ạ? À, con vừa đọc một bài trên Facebook có bạn nói vậy nên con hoang mang quá. Vì là người ăn chay nên con rất lo lắng bởi phạm tội sát sinh. Con kính mong thầy từ bi giảng dạy cho con được hiểu rõ ạ. À, con thành kính tri ân công đức của thầy A Di Đà Phật. A Di Di Đà Phật. Đà Uống thuốc ngừa thai khẩn cấp Phật. đồng nghĩa với phá thai. Nếu chư vị muốn kế hoạch hóa gia đình, hãy lo ngừa thai trước đi thì giảm được cái tội này. Xin thưa thật với chư vị, ở tại cái thế giới ta bà này khó lắm đấy. Một lần vợ chồng ân ái với nhau thì hình như là người ta gọi là tinh cha huyết mẹ đấy. Thực ra là một lần như vậy thải ra có hàng vạn tinh trùng đấy chứ vậy. Nếu mà đem trên kính hiển vi mà cho lên rõ ràng, đây là những con vật nó hoạt động được đấy, nó né tránh được, nó chạy được đấy. Nhưng khi thải ra thì hàng vạn, hàng triệu con sinh vật đó từ nó đi vào cõi chết. Nếu có một con gặp cái trứng, vào cái trứng thì thử thành cái thai. Nếu không thì hàng triệu con sinh vật đó đi vào cõi chết. Chư vị thấy rõ ràng không? Biết được như vậy rồi thì chúng ta mới thấy ở cõi này, chư vị ơi, muốn tránh tránh cũng không được. Phật dạy một Phật quán trong cái hơi, trong ly nước chúng ta uống này này, có 84.000 con vi trùng. Phật quán nhất bát thủy, bát vạn tứ thiên trùng. Một ngày mà chúng ta uống nước thường thường chúng ta phải nấu. Một lần nấu như vậy hàng vô lượng chúng sanh bị chết. Đúng không chứ vậy? Ở tại cái thế giới này khởi tâm động niệm, không cách nào mà không tạo nghiệp là như vậy. Tại vì chúng ta không thấy, chúng ta không biết. Chứ chúng ta mới biết ra, chúng ta mới thấy tai cõi này rất khó tránh, rất khó tránh. Như vậy thì xin thưa với chư vị, cố gắng lên, quyết tâm niệm Phật đi. Ngày ngày đem công đức lành của mình hồi hướng cho Pháp giới chúng sanh, tức là hồi hướng cho những vị đó đấy. Nhiều lắm chúng ta bị cái nạn gọi là sát sanh. Thực ra nếu suy cho cùng đấy, không có một người nào có thể trốn được cả, ngay cả những vị sư. Chư vị ơi, các ngài đi uống nước thì chúng ta phải nấu uống nước, nấu uống thì sát với trùng. Ngay trong lúc không nấu chúng ta cũng sát hại, vì một cái nước đem từ cái sông lên, chư vị nghĩ nước dưới sông làm sao không có vi trùng đưa vào trong máy để đưa tới nhà mình. Chắc chắn người ta phải bỏ thuốc vào, phải diệt vi trùng đi, phải diệt vi khuẩn đi thì chúng ta mới uống được. Không cách nào mà có thể trốn được cái điều này. Hiểu được như vậy thì chúng ta mới thấy cố gắng quyết lòng một đời này nhé chư vị, niệm Phật vãng sanh đi. Còn cái chuyện này xin chưa thưa chư vị, ngừa thai khẩn cấp cũng không phải là một cái mà chúng ta phải lo sợ. Tại vì mình thấy rõ ràng là có ngừa hay không ngừa gì thì rõ ràng hàng giờ, hàng phút, hàng tỷ chúng sanh chịu nạn. Không phải là một đâu. Mong chư vị hiểu được như vậy rồi thì cố gắng lên. Khi đã có thai có bầu rồi thì chúng ta không nên phá. Nhưng có ngừa thì chúng ta nên ngừa. Tại vì đó cũng là cái chuyện mà thường chúng ta phải chấp nhận vì trong cái hoàn cảnh này. Mong chư vị đừng quá lo sợ, mà lo sợ, càng lo sợ thì càng niệm Phật lớn, càng đem công đức lành hồi
hướng cho tất cả chúng sanh đi, ta về Tây phương thoát nạn, rồi ta mới cứu nạn được. Chứ ở đây thì xin thưa với chư vị, vô cùng khó khăn, vô cùng khó khăn, phải không? Đúng không? An tâm đi nhé chư vị. A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Chúng con thành kính tri ân lão.